Quý con trả lời kênh nông nghiệp của Tính ha. Thì hiện nay Tính đang đứng cái vườn sầu riêng của bà chị ở gần công ty nè. Bữa nay trái của chị được 65 ngày. Thì vườn của chị cũng xài toàn bộ sản phẩm bên công ty hợp nhất ha. Để Tính cái sầu riêng của quý con coi. Vụ này chị làm năm thứ hai rồi. Quá trời trái tròn đẹp. Vườn chị cũng cỡ 60 mấy cây. Quá trời mấy cái trái này. Trời ơi. Không giờ Tính vắng bóng trên YouTube để làm ba vườn sầu riêng cho mấy cô quá trời. Quá đẹp. Mấy trái này tròn quá chị Tư ơi. Nhóc trơn hả? Bên đó mấy hồi năm ngoái mấy cây bên đây không có trái, không có trái hả? Mà để em đi vô lại bờ này đi, chút em mập quanh kia. Quá trời mấy anh cây này. Rất đẹp nha quý con. Để họ bọc quanh kia lại. Đấy. Dạ. Đi hết vườn luôn ha. Cây nào như cây nào chị Tư ơi. Cái nào như cái nào chứ phải cái nào như cái nấy ha. Ô bữa hôm mình mới tứ siêu lớn trái hả chị Tư? Mới tứ bữa nào? Không chắc cứ sao mình đi vô giai đoạn bảy mấy ngày. À bảy mấy ngày mình đi vô xài cái xô tím mình xài được rồi. Dạ. Dạ. Thái hả? Ờ Thái được sao mà? Ờ Thái nhỏ sao bởi vì mình thấy đọt này còn xịt nữa không? Không đọt này đứng rồi, đâu đi đọt vậy đó. Cứ ngắt rồi. Mà giờ sáng mấy ngày đọt nó cũng nó không có xi nhê lắm. Không có cơm gì đây à? À, mà không được. Không. Dạ. Thì mấy trái nó chín sớm có một vài trái thụ phấn không được á. Thì bởi vậy làm hại đâu có muối. Bởi vậy, thấy vậy chứ không có gì chân. Ăn cái chú. Quá trời mấy cây này đưa. À, bữa hôm mình mới phun ngép K13. K99 với canxi bo rồi phải không? Dạ. Không nhớ. Ghi gì làm nấy hả? Trời đất ơi, đi rửa, đi ra đi học mà chạy xe đã đời không đem gì phát. Bắt xe cái cọt rồi. Nghĩ gì luôn. Quá trời. Mấy cây bên này mà cứ 5 cây, mà cứ 5 cây. Dạ. 20 mới hết nó xong. Ủa bên này chỗ sao? Ủa bên đó nó sao, bên này sao? Kể gần nó sao mà cái nó sao. Dạ. Ờ nó sao nhưng mà nó theo vẫn kịp. Nhưng mà cái này là nó thấy luôn á. Dạ. Quá trời cái vườn.
Thái này cũng hơi nhiều ha. Thái. Thái đâu. Dạ. Nó nặng ghê nơi. Nặng ghê. Dạ. Quá đã. Đi từ từ dúi cho con coi. Vậy này mình làm tháng tháng 9 hả ta? Đâu, chắc cỡ tháng 10, tháng 10. Dạ. Trước chuyện cơi đó. Trước chuyện cơi. Quá trời mấy cây này. Nó ở gần nó tùng. Tùng nè ta. Không biết, của nó kế bên cái vườn hôm nay cũng 13 tấn nè. À. Mà ông đó ông làm kinh nghiệm 20 năm rồi. 20 năm nói gì? Dù gần nó cũng biết, dù dòm nó cũng biết, nó dòm ông làm á nó cũng biết. Dạ. Nó quét mới mấy ngày nó nghỉ. Còn anh Tư cứ lủi thủi thủi quét hoài. À. Thái này luôn thấy năm rồi nè. Năm rồi, năm nay nó nhiều hơn năm rồi mà chắc tôi nghĩ nó còn rụng nữa. Ừ. Nó ná bên kia ha. Nó ná nhưng mà so với nó là nó nhỏ hơn. Ừ, cái trái nó cái trái nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Mà trái nó cũng chưa, cái này nói chung là nó sao đó. Cái cây này cũng hổm rồi nó. Cây này rất nhiều trái. Nhiều hổm nhiều trái. 8 mấy trái hả? 7 mấy. 7 mấy trái hả? Tiễn bớt mới được. Tiễn gì nữa. Tiếc nè. Đó, nhìn coi có thằng nào thua thằng nào đâu đó. Ôi, chen nhau không ha. À, cái dạng bộ lá này cái đợt cháy trước mình không bị cháy nè. Hả? Cái đợt cháy trước thì ai cũng bị cháy mình ít cháy nè. Thấy không? Ít không? Ít. Sao mấy ngày hả? Cũng 60 ngày rồi. Sao ồ sao mấy trái. Cái này cũng vậy hả? Dạ. Cái này ít hơn. Dạ. Cái này năm mấy. Quá thiệt ha. Cái này mới, cái này sau đó, nói chung là chị nói cái này chị là mùng 10 đó, gộ hơn mùng 10 nữa. Ừ. Cái thằng Duyên cũng mấy chục đó. Chắc 30 gì quá trời nha. Dạ. Cái nào có trái vậy? Cái nào có gì đó. Hả? Tính ra cái hơn này trời, cái nào có. Không có, hơn. Ồ gì mà sao mới chơi chết ta quá vậy ha. Ừ. Thái này nó rụng hết trơn, còn trên đọt không à. Không, số lượng trái này cũng đủ với mấy Thái rồi. Đúng không? Đủ mà đẹp mà. Thái là đủ trái. Ừ. Quay ngược nắng. Đẹp quá chị Tư ơi. Cái cây này em hổm là đầu tôm chiên cá rồi, giờ nó cũng trời lại. Con chị ở đây hả? Trái này. Trái này đẹp ra gì thôi chứ sao nữa giờ. Có hổm lá mình xịt lơ viên trên cơm bì phải không? Hùng cho nó già cứng lá. Cái giai đoạn này cũng có khả năng cháy lá nữa, giai đoạn vô cơm nè. Cháy, cháy không? Cháy, có khả năng thôi. Tại vì nó rút dinh dưỡng vô cái trái. Một trái, một cây này cháy nè. Ừ. Dạ. Cây này sao thấy thưa thưa trái như vậy ta? Ủa, thấy thưa vô cũng không thưa mấy ha. Sao? Thấy thưa ở ngoài mà vô đây thấy cũng không có thưa mấy. Thì bổ đầu cho là cây 45 trái, 40 trái lên á. Ừ. 40-50 cũng lực lắm rồi. 40-50 cũng lực cái cây đó mà. Rồi ông đi ngược nắng nè, không thấy gì. Tại vì còn lá nhiều thành ra mình. Không có sợ hả? Thấy lá nhiều không có sợ hả? Không phải, lá nhiều thì không có thấy cái trái. Lá nhiều không thấy trái. Thường thường người ta nói số lượng lá quyết định chất lượng của trái đó. Lá càng nhiều trái càng tốt. Ừ, đúng rồi. Mình đứng bên ngoài không thấy trái luôn hả? Ừ. Mà tôi nhìn vô bển lá cũng bóng quá ha. Lá đỉnh luôn chứ.
Cái cây này cũng đeo quá trời nè. 75. 75 giá hả? Ừ. Rồi, có điếm luôn rồi, quá dữ vậy. Cây này anh đừng biết chứ. Ôi, mắc vô lên vòng nữa rồi. Cái gì? Nãy từ đầu tao quay bên kia được rồi. Ai biết. Mắc cây này là 5 trái rồi. 2 trái, 4 trái, 7 trái, cây này được 7 trái. Quá trời, vừa xanh tốt ha. À, xanh tốt. Nhìn trong cái điện thoại rồi, không có miếng trái lá nữa. Đẹp không? Lá đột, cái này cứ ngắt và hổng chỉ phun cái liệu kia, cứ ngắt lá rồi rồi. Rồi. Mà có dùng cái nó hơi nhỏ hơn ta. Cái lá sao á, cái lá mà không nó ra. Mình phun cho nó dựng. Mình phun cho nó già lẹ lại đó. Có gì? Vậy. Muốn ta đi thì mua đem nón kết theo ta đội. Có em gặp nè. Sao không đội? Lu bu nè. Quá đẹp. Thôi vô chị Tư ơi. Vô. Mà lấy quay cái vườn này quay lại lần hai chứ. Có vô Mỹ không? Chắc hồi em vô cháu. Lô ghé thử thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn quý con theo dõi kênh ha.